Bữa nay sao? Bữa nay mấy điểm? Ba đâu? Ba đi lấy xe rồi, hôm nay con được mấy điểm? Ba, ba chuẩn bị về chiều riêng hả? No, tối là bạn con được mấy điểm? Nói mẹ nghe coi, bữa nay. Nay có tham ao không? Có, hôm nãy con hơi con bỏ chiếc sắp lên cái trán bạn. Thấy chưa, tại sao mà con cứ phá bạn hoài vậy hả? Gì? Mẹ nói là không được phá mà sao cứ tối ngày phá hoài vậy hả? Tại sao mày dặn con bao nhiêu lần rồi, ngày nào mà về cũng bị cô giáo cầm len. Có bạn có 3 điểm. Con mấy điểm? Có bạn có 3 điểm rồi không biết. Hôm nãy con chọt cái đất con mà cái nhớ quá trời. Trả cái tiền thôi. Hôm nãy con gãi cái đất cung hoài, con chị cũng nhớ quá.